Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính đảnh lễ Hòa Thượng Chứng Minh, thành tâm kính đảnh lễ Đại Đức Trụ Trì cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng già trong ban giáo thọ, cũng như Chư Tôn Đức Tăng trú xứ tại chùa Phật Ân, Minnesota. Kính thưa tất cả chư vị học viên Phật tử khắp mọi nơi về đây để tham dự khóa tu học Phật Pháp mùa thu lần thứ 5 được tổ chức tại chùa Phật Ân thân mến. Kính thưa tất cả đại chúng ngồi ở trong đạo tràng này, quý vị nào là biết chúng tôi lần đầu tiên, giơ tay thử. Dạ, cảm ơn cô Trang ở dưới kia cũng giơ tay luôn. Kính thưa đại chúng, trước lạ sau quen, lời nói đầu tiên xin kính lạy mười phương chư Phật, thì từ gia hộ cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm để chúng ta thiện thề trên con đường tu đến Phật. Trên con đường tu đến Phật đó gặp ghềnh muôn trùng là sóng gió, chông gai phiền não nó bủa vây hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Vì lẽ đó mà xây dựng cho mình một cái niềm tin kiên cố, xây dựng cho mình một cái đạo lực để chúng ta vững bước mà thanh thản trên con đường tu đến Phật đó quả thật hết sức là cần thiết. Chính vì lẽ đó mà Thất Bồ Đề Phần, tức là bảy phần giác ngộ, là một người chúng ta tu tập trên cái con đường này cần phải biết. Trên cái con đường tu đến Phật không phải là một giọt nước làm tràn ly đâu. Nếu muốn một giọt nước làm tràn ly thì hẳn nhiên rằng nó phải có nhiều cái giọt nước và được nhỏ vào trong ly kia liên tục. Nói như vậy đó, chúng ta có thể khẳng định với nhau là tu đến Phật không phải là để cầu may. Không phải là chúng ta tu để cầu may, cầu một ngày nào đó cái tự nhiên cái nó ngộ à. Cái mà tự nhiên nó ngộ đó là ngộ ngộ đó. Chứ còn mà tu đến Phật mà để cần có một lúc nào đó mà nó ngộ thật sự đó, thì cần phải hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Ta đối diện nhau hàng giờ, hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Đó là mấy câu thơ của thiền sư Suzuki nói về cái bản lai diện mục của mình. Mình với cái bản lai diện mục kia nó chưa từng tách biệt nhau. Ấy thế mà mình có gặp nhau không? Mình với lại cái bản lai diện mục kia nó vẫn là một đó, nhưng mà chúng ta vẫn muôn trùng cách xa nhau. Là bởi vì những cái phiền não nó chi phối, bởi những cái căn, cái kiếp sử phiền não nó chi phối. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học bài Thất Bồ Đề Phần. Đó chính là bảy cái phần để chúng ta đến được với cái đạo giải thoát và giác ngộ. Hay nói khác hơn, đó là bảy cái bước mà để cho chúng ta bước lên trên con đường của giác ngộ. Cái tài liệu mà đại chúng có trong tay đây là chúng tôi copy nguyên bản trong Phật học phổ thông. Sở dĩ chúng tôi dùng cái bản Phật học phổ thông, nó mang cái tính chất giáo khoa hết sức là căn bản của một người Phật tử. Dẫu chúng ta có nói gì đi chăng nữa thì cái pháp số này vẫn được lý giải như thế mà không thể lý giải kiểu khác. Quý vị nhớ kỹ ha. Nếu như chúng tôi có hỏi quý vị là Thất Bồ Đề Phần là gì, ít nhất quý vị cũng phải trả lời là bảy phần giác ngộ. Nhưng mà bảy phần đó là gì? Đó chính là trật pháp, gì nữa, tinh tấn, hỷ gì nữa, khinh an, niệm, định và xả. Thưa quý vị, là không phải tự nhiên, không phải là ngẫu nhiên,
mà nó được xây dựng trên một cái nền tảng thứ tự là trạch pháp, tinh tiến, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Chúng ta nhớ kỹ ha, những cái pháp số trong nhà Phật không phải tự nhiên, không phải ngẫu nhiên mà nó mang một cái tính chất lộn xộn. Ví dụ khi chúng ta kể Tam Bảo là gì? Phật, Pháp, Tăng. Không thể kể Tăng, rồi Pháp, rồi Phật. Tứ niệm xứ là gì? Thanh Thọ. Đó là Thanh Thọ là cái cốt rồi. Tứ niệm xứ, Thân Thọ Tâm Pháp, Tứ Diệu Đế là gì? Khổ Tập Diệt Đạo, tức là vân vân. Xin thưa đại chúng là nó phải có cái đầu, rồi cái thứ hai, rồi cái thứ ba, theo thứ tự như vậy. Thế thì trong Thất Bồ Đề Phật, các vị nên thuộc lòng ha? Đó là trạch pháp. Gì nữa? Tinh tiến, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Đây là một câu có trong bài thi. Thế thì xin thưa các vị là Thất Bồ Đề Phần, thất là bảy, Bồ Đề có nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏa, là giác hữu tình, là giác ngộ, là nhận rõ thực tướng của vạn pháp. Phần tức là những chi phần, những cái chủng loại, những cái chi, những cái nhánh, những cái yếu tố. Thất Bồ Đề Phần tức là bảy cái yếu tố, bảy cái chi phần, bảy cái nhánh để dẫn đến cái con đường giác ngộ và giải thoát. Thất Bồ Đề Phần này cũng là một trong những chi phần của 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo đó là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần, bát chánh đạo. Đó là 37 phẩm trợ đạo. Xin thưa đại chúng là không phải ngẫu nhiên mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta 37 phẩm trợ đạo. Và trong đó chúng ta sẽ thấy được rằng Thất Bồ Đề Phần, ngũ căn, ngũ lực cũng như là tứ niệm xứ là chúng ta sẽ học trong cái mùa này. Lúc trước chúng tôi đã có dạy ở đây, có nói với đại chúng đó là cái nhân duyên sinh khởi, hay gọi là cái triết lý về duyên sinh. Chúng ta đã nói về 12 nhân duyên, đại chúng nhớ không? Và có một vị nào đó đã dạy cho đại chúng về bát chánh đạo, tứ niệm xứ, hình như là thầy Hạnh Lý sẽ dạy ngày mai, phải vậy không? Không biết trong cái chương trình hình như có đó. Thế thì tuyên xưa, xin thưa các vị là chúng ta nói sơ như vậy để chúng ta thấy được rằng cái sự cần thiết của cái quá trình tu học theo thứ tự từng lớp lan, để mình có được một cái căn bản của cái sự tu tập về giáo lý của mình. Thứ nhất, Bồ Đề tiếng Phạn gọi là Bô Hi. Chúng ta cũng cần nhớ, cũng không ai hỏi cái tiếng Phạn là Bô Hi là cái thứ gì đâu ha? Người Trung Hoa dịch là giác, giác đạo hay là giác ngộ hay là giác. Thế thì cái quan trọng lắm, trong đạo Phật không phải là chỉ cho chúng ta một con đường gì khác hơn là con đường của sự giác. Giác là biết. Biết mà biết ở đây không phải là biết lờ mờ, không phải là hình như tôi biết, mà biết ở đây là biết rất rõ. Biết rất rõ, biết về hình thức, biết về nội dung, biết về cái thể tánh vắng lặng, yên ổn của nó, biết về cái sự sinh khởi của nó. Tức là biết về cả hai phạm trù chân đế và phạm trù của tục đế luôn. Tức là cái giác đây là một cái sự rõ ràng, một cái sự biết mà không có bất cứ một cái yếu tố nào chi phối bởi cái vô minh trong đó. Bất cứ, thưa quý vị, giác tức là cái sự tột cùng của cái sự hiểu biết đó. Mà cái sự hiểu biết này đây không phải là sự hiểu biết do học mà biết, do người ta chỉ mà biết, do người khác làm cho mình hiểu biết. Mà cái sự giác này đó là tự thân của cái người đó đào luyện ra trong cái quá trình mà người đó tiếp xúc với sự sống. Thế thì xin thưa các vị, Thất Bồ Đề Phần là bảy cái pháp tu tuần tự hướng đến đạo quả vô thượng Bồ Đề, hay là bảy pháp giúp cho người tu thành tựu được cái đạo quả đại giác. Nó cũng là thất giác chi. Thất cũng là bảy giác chi. Giác tức là Bồ Đề, còn chi tức là những cái chi phần. Chúng ta có thể nói Thất Bồ Đề Phần hay là thất giác chi hay là thất giác ý, cũng đều là như thế, cũng đều là một cái tên gọi hết.
cũng đều là bảy cái phương tiện để đi đến cái đức giác ngộ, chỉ có vậy mà thôi. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này chúng ta hay bỏ quên lắm. Bỏ quên cái gì? Bỏ quên đi tất cả những cái pháp mà chúng ta học Phật Pháp, bỏ quên đi lời dạy của Đức Thế Tôn. Khi mà mình đối diện với dòng đời á, cái đau khổ nó đến với mình á, thì mình liền không có nhớ cái giáo lý của Đức Phật dạy, mà chúng ta chỉ chăm chăm vào cái đau khổ mà mình đang hiện hữu có đó thôi. Có phải không các vị? Có khi nào mà mình đau khổ mà mình nhớ, sực nhớ liền đến giáo lý của Phật dạy không? Nếu như chúng ta tu tập như thế nào đó mà khi cái đau khổ nó đến, khi cái buồn vui tốt xấu khen chê được mất của dòng đời nó đến á, mà ngay lúc đó đó mà mình nhớ lời Phật dạy đó, thì lập tức cái buồn vui tốt xấu khen chê được mất kia nó sẽ vơi đi liền. Cho nên cái quan trọng của giáo lý nhà Phật là làm cho chúng ta giác, quan trọng là ở chỗ đó. Còn nếu như mà nó không làm cho giác, mà lúc đó chúng ta mê mà không có một cái phương pháp nào để làm cho chúng ta giác ngay lúc đó đó, thì đó không phải là giáo lý nhà Phật. Cho nên quan trọng ở cái chỗ cái chữ giác ở trong này á, nó mang một cái tính chất là tự bản thân ta ngay cái lúc mà mình đau khổ đó, hoặc là ngay cái lúc mà chúng ta đang sống cuộc đời này đây, mình phải luôn luôn thường trú trong cái giác kia, tức là cái linh minh động triệt kia, nó luôn luôn hằng có hiện hữu nơi thân tâm của chính mình. Thế thì thứ nhất là yếu tố trật pháp. Trật pháp có nghĩa là sự lựa chọn, đơn giản có vậy thôi. Thế thì lựa chọn cái gì? Tức là trong đời này đây không phải là ai nói cái gì mình cũng nghe, ai kêu mình tu cái gì mình cũng tu, ai kêu chỉ mình cái gì mình cũng làm theo. Và nhà Phật không hề lôi kéo. Xin thưa quý vị rõ ha, Phật cũng không có nắm tay ai mà dắt về cõi Niết Bàn hết thầy. Mà tự bản thân mình là người lựa chọn con đường đó để đi, dấn thân vào con đường đó để đi. Chính vì lẽ đó mà người ta chịu hoàn toàn trách nhiệm với chính bản thân của mình. Mà khi người ta chọn, người ta chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với lại sự đọa lạc luân hồi và sinh vào cái thế giới an lành, thì đều là do cái con người kia quyết định hết. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật dạy chúng ta lựa chọn con đường là yếu tố quan trọng cần thiết nhất. Tại nếu chúng ta lựa chọn sai, mình sẽ sai. Nếu chúng ta lựa chọn đúng, mình sẽ đúng. Trên con đường giác ngộ, Phật không có cứu rỗi một cách vô cớ. Phật chỉ chúng ta con đường đi hay không là chuyện của anh. Chọn con đường lớn hay con đường nhỏ là chuyện của mình. Chọn con đường ngắn hay con đường dài cũng là chuyện của mình. Nên các vị thấy không? Trật pháp là một trong những điều mà hết sức là căn bản. Trật pháp đó phải cần có một cái thái độ hết sức là đúng đắn, một cái tầm nhìn, chứ không phải là đơn giản, không phải là muốn làm sao cũng được, đường đó đi kiểu nào cũng tới, không có đâu. Đôi khi chúng ta đi lăn quanh một đời mà không tới được đó, chứ không phải giỡn. Thế thì xin thưa, trật là sự lựa chọn, pháp chính là cái pháp môn. Trật pháp chính là chúng ta dùng cái trí tuệ để lựa chọn cái pháp để chúng ta tu. Cái pháp nào mà chúng ta tu đó là cái pháp mà nó mang lại cho mình gột rửa được những cái tham sân và si. Đó là ba cái kiết sử phiền não căn bản nhất. Xin thưa đại chúng, tất cả các pháp tu, đại chúng lưu ý ha, tất cả những pháp tu, bây giờ chúng ta đi vào pháp hành một chút. Nếu như cái pháp nào không đưa đến cho mình sự gột rửa ba cái nghiệp, đó là thân, khẩu và ý, từ những cái yếu tố của tham, sân và si, trở về vô tham, vô sân và vô si. Nếu như có pháp môn nào mà không đưa đến cái yếu tố là vô tham, vô sân, vô si, thì cái pháp môn đó không phải của Phật dạy. Chúng ta nhớ kỹ, nếu chúng ta đi chùa, tới một cơ sở tự viện, tới một đạo tràng tu tập mà không mang lại cho mình một cái sự thanh thản nhẹ nhàng, không tham, không sân, không si. Còn nếu như mà một cái đạo tràng nào, một cái trung tâm tu học nào, một cái chỗ nào chúng ta đến, một cái giáo lý nào dạy chúng ta cái con đường, mà con đường đó đem lại cho mình sự tham đắm, sự sân hận và sự si mê, thì hãy cố gắng mà loại trừ, cố gắng mà từ bỏ. Chúng ta đừng vị nể trong cuộc đời này rằng đó là ai. Quý vị nhớ kỹ, Đức Thế Tôn, ngay bản thân của Đức Thế Tôn, Ngài nói là đừng có tin ta nữa kia. Thế thì trong cuộc đời này mình hà tất gì phải vị nể. Mỗi bản thân của con người chúng ta là chịu hoàn toàn trách nhiệm với chính mình.
Đọa lạc hay không đọa lạc là do chính mình. Hạnh phúc hay đau khổ cũng là do chính tự bản thân của mình. Không ai làm cho chúng ta gì hết cả. Giống như thế là quý vị đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Dẫu cho ai uống đi chăng nữa, mẹ uống, cha uống, con uống, thầy uống, mình cũng không thể nào đỡ khát được. Chắc chắn nó là như thế. Thế thì trên cái con đường này đây, nói một cách trơn tru và trơ trẽn là không ai hét ta hết á. Người ta chỉ hét là hét cái gì? Hét cho chúng ta con đường đó để đi. Chỉ chúng ta con đường, và xin thưa các vị, chỉ con đường là quan trọng vô cùng. Nếu như các vị là những người đi buôn, những người này là những người đi buôn với nhau nè, các vị á, nếu mà mình muốn bán được nhiều của cải, đem lại nhiều tiền tài, mình có chỉ đường cho người khác đi buôn giống mình không? Chắc là không. Đúng vậy không? Thế thì cái công việc mà chỉ cho chúng ta con đường để đi á, hết sức là quan trọng. Và mắt nước cho chúng ta đi á, là con đường rất là quan trọng. Và trong đời này xin thưa các vị là hình như không ai thành tài mà không được người khác mắt nước cho 1, 2, 3 lần. Ngay cả chúng ta thành tựu bất cứ một cái sở học nào, đạt được một cái cương vị nào, cũng đều do người khác chỉ vẽ từ cái chỗ nọ chỗ kia rồi cho đến cái sự thành tựu của chính mình. Thế thì được người khác mách nước chỉ đường cho chúng ta, vạch ra cho chúng ta một con đường đi, đó là cái yếu tố hết sức là căn bản. Còn đi hay không đi là chuyện của chính mình. Thế thì đây chính là một trong những cái trạch pháp. Ai trạch pháp? Ai trạch? Ta. À, không phải là Phật trạch. Ổng đâu cần phải trạch gì nữa. Mà ổng trạch thì ảnh hưởng gì tới mình? Nhớ kỹ điều đó. Ổng trạch là cái chuyện của ổng. Ta trạch pháp mới là chuyện của ta. Ta chọn mới là chuyện của ta. Ổng dạy cho chúng ta có phương pháp là mình phải là người lựa chọn. Chọn cái gì? Chúng ta chọn cái pháp. Pháp là gì? Đó. Pháp là gì? Nói đơn giản ha, pháp là những cái lời Phật dạy, nhưng mà xin thưa pháp nó rộng lắm. Tất cả mọi thứ trong nhân gian đều là pháp. Pháp tức pháp tắc, thế gian nhất thiết vạn vật giai hữu định lý, giai hữu quỷ phạm đều là pháp hết. Nói một cái giới hạn hẹp hơn, pháp tức là tam tạng kinh điển, những lời mà Đức Thế Tôn chỉ dạy gọi là pháp. Được chưa? Đó là cái nghĩa rất ư là hẹp. Trong pháp đó chúng ta có là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Kinh là những lời mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta phương pháp tu, các quốc độ, các cõi Phật, lối sống, niềm tin, vân vân. Luật là những cái giới cấm mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta để chúng ta giữ gìn cái hành vi của mình được tốt trong đời này và không có tạo cái ác nghiệp trong cuộc sống. Ngài không có cấm đoán gì mình hết trơn á các vị. Các vị nhớ kỹ ha. Khi Đức Thế Tôn chế giới á, là chi vậy? Để cho chúng ta đừng có sai lầm trong cuộc sống, để chúng ta đừng đau khổ trong cuộc sống, để chúng ta đừng bị mọi người đánh đập mình trong cuộc sống, đừng bị mọi người giết chóc mình trong cuộc sống, đừng gây tạo cái ác nghiệp nơi tự thân của mình mà chuốc lấy cái hậu quả. Chỉ có thế thôi. Chứ không phải chúng ta giữ giới mà Ngài được lợi. Không có. Chúng ta giữ giới là ta được lợi. Ví dụ như ta giới sát sanh, mình không giết người thì mình đâu có bị tù tội. Mình không ăn cắp thì mình không bị người khác bắt chặt tay. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Phải vậy không? Và xã hội này nó cũng cấm, thì Đức Thế Tôn ngày xưa cũng cấm. Như thế đó. Thế thì còn luận tức là tất cả những cái sớ giải, những cái lời giảng pháp của chư tổ, của chư tôn đức, tất cả những cái yếu tố đó làm rõ hơn về kinh, về luật, thì đó gọi là pháp. Thế thì trạch pháp tức là yếu tố lựa chọn, lựa chọn cái pháp để chúng ta tu. Tu là gì? Chỉ đơn giản có một chữ thôi. Tu là sửa. Sửa cái gì? Thân khẩu ý, thân ý miệng. Đó là xin thưa các vị là chúng ta nói thì đơn giản nha, phải vậy không? Nhưng mà chúng ta nói thì rất là đơn giản, nhưng mà các vị thấy đó, các vị đi chùa, các vị tu cái gì? Mình đi chùa mình chỉ có tụng kinh, ngồi thiền,
niệm Phật, bái sám, nghe thuyết pháp, mình gọi đó là tu. Đúng vậy không? Và dường như hầu hết những người đi chùa coi cái đó là tu. Hầu hết những người đi chùa coi cái việc đi tới để mà donation, đi tới để mà làm công quả, đi tới để quét chánh điện, đi tới để lau chùi, đi tới để cắm hoa, vân vân, người ta gọi cái đó là tu. Nhưng mà bây giờ ta hỏi tu là gì? Các vị đó tu là sửa. Thế có ảnh hưởng gì mấy cái chuyện kia đâu? Phải vậy không? Đúng chưa? Thế có phải chăng là cái căn bản của nó là nằm ở chỗ đó? Tức là tu là sửa, chúng ta sửa cái gì? Thân, khẩu, ý. Nó chỉ có ba phương diện này để tu thôi. Ngoài ba phương diện này ra chẳng còn cái gì khác hơn để tu nữa cả. Thế tu thân, tu thân, thân có gì? Thân có bao nhiêu thứ? Thân tam. Thân tam khẩu tứ ý. Ý tam, thân tam là gì? Sát, đạo, dâm. Đó, tu ba cái đó. Đối với thân, thân sát không sát nè ha. Thân không được sát, kể cả loài người cho đến loài vật vân vân, không được sát hại chúng sanh. Trên từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay máy cửa, vi tế côn trùng đảng hữu mạng giả, bắt đắc cố sát, không được tự ý sát. Bất đắc tha sát là không được kêu người ta sát. Bất đắc kiến sát tùy hỷ, không được thấy người ta sát mà mình vui theo. Được chưa? Đơn giản chỉ có vậy thôi. Thứ nhất là sát. Thứ hai là đạo. Đạo tức là chôn chĩa, trộm cắp. Thứ nhất là mình không được trộm. Trộm cái gì? Từ vàng, bạc, châu báu, những thứ quý hiếm, cho đến cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy. Khó không các vị? Đơn giản quá mà. Bây giờ người ta không cho là không được lấy. Muốn lấy thì phải xin. Xin người ta không cho thì sao? Thì thối. Chứ không phải là xin nó không cho rồi rình rình rồi lấy. Hoặc là mình nghĩ trong đầu mình đặt cái đó, hình như là ta thấy cái này nó để ở đây mấy ngày rồi, không ai lấy, thôi ta lấy ta xài cũng được. Ngay cả của, ngay cả nè, trong luật dạy rõ ràng nè, ngay cả của chư thiên, của quỷ thần, của giặc cướp cũng không được lén lấy. Đừng có nghĩ là của nó cướp người ta, bây giờ mình tới mình cướp lại là què. Không chơi trò đó. Phải không? Miễn là, tóm lại là của người khác, không phải của mình thì không được lấy. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Dâm dật đối với lại những người Phật tử tại gia thì tà dâm, tức là tà hành, không phải những người vợ chồng chính đáng thì không được quan hệ như thế. Đó là thân. Hay là khẩu. Khẩu của chúng ta đây á, nó dính liền với thân. Đúng thế không? Cái miệng này nó chút vậy thôi, nó là cái hình như cái nhỏ nhất trong cái cơ thể này, phải không? Ấy thế mà phải tách nó ra làm riêng, không có nói chung với thân được. Thế chúng ta phải biết được rằng cái miệng nó kinh khủng vô cùng, cái miệng nó dễ sợ vô cùng. Và thân tam khẩu tới tứ lận, ý có tam thôi. Cái miệng nó nhỏ như vậy đó mà nó tới bốn điều cần phải tu cái miệng. Thứ nhất là nói dối. Nói dối tức là sao? Nói sai sự thật, nói không đúng với sự thật. Thứ hai gì nữa? Nói lưỡi đôi chiều. Thế nào là đôi chiều? Hướng bỉ thước thiểu, hướng thử thuyết bỉ. Đứng bên này nói bên kia, đứng bên kia nói bên này. Nói trắng thành đen, nói đen thành trắng. Nói trái thành phải, nói phải thành quấy. Nói sau lưng khác, trước mặt nói khác. Đấy, vân vân. Rồi nói lời theo dệt. Lời theo dệt có nghĩa là nói thêm vào, ít thì xích ra nhiều. Mà nếu mà người nào mình thương nhiều thì mình che giấu bớt, vân vân. Cái cuối cùng, cái thứ tư là nói lời ác độc, mắng nhiếc, chửi rủa, nguyền rủa, trù ẻo, vân vân. Tất cả những yếu tố đó là bốn cái nghiệp của cái miệng, rất là đơn giản nhưng mà khó tu lắm đó nghe. Không phải dễ đâu. Tu được cái miệng này đây là cũng đã chứng thánh rồi đó.
Tiếp tục đó là ý gồm có ba, đó là tham, sân và si. Xin thưa các vị là đối với ý là cái khó tu nhất. Tại sao nó khó tu? Anh làm một hành động người ta có thể nhìn thấy, anh nói một tiếng nói người ta có thể nghe, nhưng anh suy nghĩ trong đầu thì ông trời cũng không biết được. Chứ đừng có nói chi là người đối diện hay người ở sau lưng. Anh ngồi đây anh nhìn ta, anh suy nghĩ gì ai mà biết được. Phải thấy không? Thế thì mỗi một con người là cả một bầu trời lồng lộng của tâm thức trong đó, mà không ai có thể biết được trừ khi ta chứng được cái quả là tha tâm thông, có nghĩa là biết được lòng của người khác. Còn ngoài ra là không ai có thể biết được tâm ý của chính mình hết thảy. Thế thì xin thưa, ý có ba yếu tố là tham, sân và si. Tham thì ai mà chả tham? Có ai ngồi đây không tham không? Tham cái gì? Tham, nói tới lòng tham thì nó chính là ngũ dục. Chúng ta đang nói pháp số đó nghe, các vị sẽ ghi những cái pháp số này vào đó. Ngũ dục tham tức là nói về lòng ái. Sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất, nguồn gốc của sanh tử chính là lòng dục, chính là lòng tham. Cái câu này chắc các vị phải thuộc lòng đó. Sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất, cái nguồn gốc của sự sanh tử chính là lòng tham. Tham cái gì? Có 5 yếu tố để tham. Trong nền văn hóa Phật giáo dạy chúng ta 5 yếu tố để tham. Tham gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Rất rõ nghe các vị nha. Đây là ngũ dục. Hình như cũng có đâu đó thi đó. Ngũ dục gồm có tài. Tài là gì? Là tiền tài. Tất cả tiền tài, nhà cửa, vân vân. Vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, đô la, vân vân. Tất cả mọi thứ đó là tài. Sắc đó là sắc đẹp, sức khỏe, sắc đẹp. Danh tức là tên gọi. Danh tức là tên gọi. Chúng ta chỉ là cái tên gọi thôi. Mẹ sinh ra gọi là thằng A, lớn lên một cái nữa đặt cho nó một cái tên đến trường. Nhưng mà rồi nó lớn hơn một tí nữa, cái nó có vợ, cái vợ đặt cho nó một tên là anh yêu. Lớn hơn một chút nữa nó có con, cái nó có một cái tên là cha. Lớn hơn một chút nữa nó lên ông nội, ông ngoại gì đó, vân vân vân. Rồi nó ra xã hội, người ta đặt cho nó một tên là ông chủ tịch, bà chủ tịch, đệ nhất phu nhân, đệ nhị phu nhân gì đó, lung tung lang tang hết á. Thế thì đó chẳng qua là tất cả những cái danh gọi trong cuộc đời này mà thôi. Nhưng mà con người ta vẫn sống chết với cái danh gọi kia. Thực, ăn uống. Ăn buổi sáng chưa xong là lo buổi trưa rồi. Ăn chỗ này không ngon là đi tìm chỗ khác ăn thêm, vân vân. Thùy tức là ngủ nghỉ. Chứ cái ngủ nghỉ này chúng ta có thể mở ngoặt ra thêm một cái nữa, đó là giường gối, giường chiếu đó. Yếu tố trên giường chiếu. Thế thì xin thưa các vị, tất cả những cái yếu tố này đây là ngũ dục của thế gian. Thế thì tu, trời ơi, hết giờ đó nghe các vị ha. Tu tức là chỉ có bấy nhiêu thôi. Trong thân khẩu ý của chính mình ha, mà chúng ta tu tập để diệt trừ ba cái kiết sử phiền não, đó là tham, sân và si. Đó là căn bản nhất. Chúng ta còn những cái khác á, đến chùa tụng kinh hay ở nhà tụng kinh gì có được không? Lý do tại sao không? Phải không? Phật ở trên chùa chẳng lẽ Phật linh hơn sao? Thế thì xin thưa các vị là nói rõ ra để chúng ta hiểu được là cái bản chất của cái sự tu tập nó là gì. Và cái bản chất cái sự tu tập đó là sự chuyển hóa. Tu tức là sửa. Sửa có nghĩa là sự chuyển hóa, không phải là làm mới. Các vị đó, các vị nghe cái câu là ở đời muôn sự của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Chúng ta có thân, khẩu và ý. Ai cũng có thân, khẩu, ý hết á. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là chúng ta biết cách dùng. Người thì dùng cái này cho cái này, người thì dùng cái này cho cái khác. Mục đích của chúng ta là dùng cái này cho cái việc gì? Đó mới là cái quan trọng nhất. Thế thì tu là sửa, sửa ba phương diện, cái thân, cái khẩu và cái ý của mình. Đó là yếu tố quan trọng bậc nhất của cái tu. Dẫu cho trường phái nào, dẫu cho học thuyết nào, dẫu cho cái nền văn hóa nào, cũng trên ba phương diện này để xác lập. Và tất cả kinh điển của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta hình thành đến ba cái phương diện này. Và ngoài ra, khi chúng ta đã hoàn thành cái phương vị cá nhân rồi đó, đó là yếu tố của tự giác mà thôi.
Được chưa các vị? Nâng hơn một bước nữa đó là giác tha. Anh tu cho bản thân anh không chưa đủ, anh phải giúp người khác tu nữa. Mà khi anh ta giúp người khác, anh bước ra để giúp người khác á, thì anh phải được xây dựng một cái nền tảng hết sức là vững chắc và kiên cố. Anh đã có nội lực rồi, anh kiên cố rồi, anh mới có thể đi ra giúp người khác được. Thế thì cái việc đầu tiên để xây dựng cái nền tảng đó là cho anh trước tiên, yếu tố của tự giác, sau đó mới là giác tha và giác hạnh viên mãn. Thế thì trên cái nền tảng chúng tôi nói hơi rộng một tí xíu như vậy á, để chúng ta thấy được là cái trận pháp này đây á, là dùng cho tự thân của mỗi một con người. Quý vị nghe người khác nói, ok được, chúng ta có tai chúng ta nghe, người ta có miệng người ta nói, nhưng mà lựa chọn hay không là do mình. Không đổ thừa là do tại vì nó nói, do tại vì ai đó kêu, do tại vì ai đó xui khiến. Không hề có yếu tố đó. Lựa chọn hay không lựa chọn là do ta. Nghe hay không cũng là do ta. Hiểu hay không cũng là do ta. Bịt lỗ tai lại là ta không nghe thiên hạ nói. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Thế thì cái yếu tố trạch pháp này đây hết sức là quan trọng. Nếu mà tu lầm thì điều nguy hại gấp trăm nghìn lần cái người mà không tu. Nếu mà chúng ta tin lầm, nghe lầm và chọn lầm phương pháp. Người Phật tử chúng ta muốn thăng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát, không phải nghe ai đó bảo mà mình tin cái nấy, không phải tự bảo một cách bừa bãi đạo nào cũng tốt vân vân. Nói chung là tất cả những cái yếu tố này chúng ta cần phải clear cho thật là rõ. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì Mạnh Tử đi cùng với lại cái người học trò của mình, hai người này đi Ngao Du Sơn Thủy, thì đến thăm một người bạn cũ của Mạnh Tử. Lúc bấy giờ thì là đúng bữa trưa, cho nên người bạn vong niên của Mạnh Tử này mới mời hai thầy trò ăn cơm. Thế thì Mạnh Tử mới nói với lại người gia nô đó là hãy bắt một con chim để mà làm thịt. Thì người gia nô này mới nói với lại Mạnh Tử là thưa thầy, nói với lại người gia chủ là thưa thầy, nhà mình có hai con chim, một con biết nói và một con không có biết nói, vậy làm thịt con nào? Thế thì người gia chủ mới nói là con nào vô dụng thì làm thịt. Có nghĩa là con nào không biết nói thì làm thịt. Thế là người gia nô bắt cái con chim không biết nói làm thịt. Thì sau khi mà đãi hai thầy trò ăn xong rồi, trên con đường đi về, trời cũng đã về chiều, đi ngang qua một cánh rừng thì hai thầy trò thấy một vị tiều phu đang ngắm nhìn một cái cây nó thẳng nhưng mà không có đốn để mang về. Thì lúc bấy giờ đó Mạnh Tử mới hỏi cái người tiều phu là tại sao ông không đốn cái cây để mang về đi, trời đã chiều rồi. Thế thì cái người tiều phu này mới nói là cái cây này tuy nó thẳng như vậy đó nhưng mà nó rỗng ruột ở bên trong, nó vô dụng cho nên không thể đốn được. Lúc bấy giờ thì người học trò mới hỏi Khổng Tử là thưa thầy, con chim nó vô dụng á thì nó bị chết, nhưng cái cây vô dụng thì tại sao để cho nó sống? Lúc bấy giờ thì Mạnh Tử mới nói nè, con nè, trong cuộc đời này đó, người vô dụng hay là người hữu dụng gì đó cũng là làm công cho người ta hết thảy. Người mà hữu dụng thì được người ta sử dụng để vào những việc lớn có lợi cho người ta. Kẻ vô dụng nó thì làm những việc lặt vặt ở trong đời này cũng là bị người ta sai khiến cả thôi. Chỉ có những người nào mà người đó làm chủ được chính mình, làm chủ được vận mệnh của mình, làm chủ được tư tưởng của mình, làm chủ được tất cả những hành vi của mình thì kẻ đó mới đáng bậc trượng phu trong cuộc đời này. Thế thì thưa các vị, trong phương diện chúng ta trật pháp cũng như thế. Chúng ta phải là người rất tự chủ trên tất cả những phương diện của chính cá nhân mình, mà không bị lệ thuộc vào bất cứ một yếu tố nào khác. Muốn được như vậy, đơn giản á, người đó phải là người có một tầm nhìn chiến lược, nói theo cái kiểu của thế tục. Cái thứ hai, người đó phải là có một cái tinh thần hết sức là sắc sảo để nhận định tất cả những sự việc, sự vật xảy ra xung quanh mình và phía trước, phía sau vân vân. Nói theo một cách nhẹ nhàng hơn là chúng ta phải biết thanh thản giữa cái dòng đời này, nhưng không phải đơn giản. Các vị thấy ha, không phải đơn giản đâu. Trong cuộc sống này đây, chúng ta hay nghe lắm, chúng ta hay theo lắm, và mỗi lần chúng ta nghe một cái chúng ta tin liền mà chưa cần suy xét chuyện gì hết hơn. Cho nên
để có thể có được một cái phương pháp này hết sức là cần thiết, mà không phải là ai cũng có thể làm được một cách đơn giản đó đâu. Chúng ta bị chết với cái nghe và chúng ta bị vùi dập bởi cái nghe kia. Đức Thế Tôn dạy chúng ta thế này: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Câu đó chúng ta có đọc hoài à, nhưng mà quý vị có thuộc chưa không biết nữa. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào dùng cái sắc để thấy ta, người nào dùng âm thanh để nghe ta, kẻ đó là hành tà đạo, chẳng bao giờ thấy được Như Lai. Như Lai không dựa trên hình hài sắc tướng. Hình hài sắc tướng là giả lập, âm thanh là giả lập. Người ta gọi cái này là cái chuông là nó là lý do gì? Đâu có ai mà biết được. Hình hài sắc tướng là giả, âm thanh kia là giả lập mà hình thành, nên không dựa vào cái hình hài sắc tướng kia để cho nó là như thật, như thị. Mà con người của chúng ta đây nhắm mắt lại bịt lỗ tai còn biết gì nữa không? Còn biết gì không? Không. Thật giả trong cuộc đời này nó hòa tụng với nhau, cho nên để có một yếu tố chặt không thôi, lựa chọn không thôi, rất là khó chứ phải dễ. Và xin thưa các vị, lựa chọn tức là hy sinh đó. Có đúng thế không? Nếu mà chúng ta không lựa chọn thì chúng ta có thể sử dụng hết tất cả, nhưng chúng ta lựa chọn bất cứ cái thứ gì là chúng ta sẽ hy sinh những thứ còn lại. Trong cuộc đời mình nếu lựa chọn một người đàn ông rồi thì bỏ hết tất cả những thằng khác ra một bên. Đúng thế không? Nếu mà chúng ta lựa chọn một người phụ nữ cho đời mình rồi á, thì mấy đứa kia nó có đẹp bao nhiêu cũng không thèm nhìn ngó tới. Đều phải hy sinh hết, đều phải hy sinh những cái còn lại. Đơn giản chỉ có vậy. Thế thì nói như vậy thì chúng ta thấy được sao? Quan trọng lắm của con đường lựa chọn. Khi chúng ta đã nắm vào rồi đó, thì chúng ta thủ đắc cho nó là cái của ta. Nhưng mà ta chỉ có là lựa chọn thôi mà. Nó vẫn là nó đó, nó vẫn là nó giữa muôn trùng những cái như nó đó. Nhưng mà khi chúng ta lựa chọn, chúng ta pick một cái, rồi chúng ta lập tức bỏ tâm thức của mình, bỏ ý thức của mình, bỏ tâm tư tình cảm của mình, cho nó là cái của ta, không thể rời ta. Cái này là cái của ta, sở hữu của ta, vâng 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 vâng. Chính yếu tố này làm cho mình đau khổ nè. Nó vốn đâu phải của mình. Mình chết rồi nó có chết không? Bữa nào chết thử coi, chồng tôi, vợ tôi, con tôi gì đó, nó chết mình chết theo không? Làm gì có chuyện đó. Phải này không? Thế là cái sự bám víu trong thân, trong tâm của chúng ta đây làm cho chúng ta đau khổ giữa dòng đời. Cho nên á, lựa chọn tức là hy sinh đó. Cho nên lựa chọn cho kỹ. Lựa chọn một cái gì là phải suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta qua cái thứ hai chứ không là không kịp giờ. Yếu tố thứ hai là yếu tố tinh tấn. Một khi mà chúng ta đã lựa chọn được một cái sự chân chính để sự tu tập rồi đó, thì mình phải tinh tấn. Tinh tấn ngày đêm, luôn luôn dũng tiến trên bước đường tu tập, không quản ngại gian lao, vân vân, không khiếp sợ. Không khiếp sợ, không thối chuyển, không tự mãn, không tự cao, dỡ bỏ cái mục đích chưa đạt được, không bỏ dở chừng nào chấm đạt được mục đích. Thế thì cái tinh tấn nó có 5 cái yếu tố. Tinh tấn có 5 yếu tố. Đó là sơ phát, gia hạnh, vô hạ, vô thối và vô túc. Sơ phát. Sơ tức là ban đầu, thở ban sơ, thở ban đầu. Cái thở ban đầu lưu luyến đó, ngàn năm chưa dễ mấy ai quên. Cái thở đó đó, cái thở ban sơ đó đó, cái lúc đó đó gọi là sơ. Ví dụ như sơ tâm xuất gia, tức là cái thở ban đầu, cái móng khởi, cái ý niệm đầu tiên đó đó. Cái đó nó trong trắng vô cùng, nó không có bị vẩn đục bởi những cái tạp niệm xung quanh nữa. Thế thì sơ phát tức là cái tinh tấn này đây, xin thưa các vị, lúc ban đầu mà nó phát lên á, nó mạnh mẽ không? Mạnh lắm. Nhưng mà dần dần rồi cái nó lục từ từ, cái cuối cùng cái nó bỏ luôn à. Thế thì để có thể gìn giữ được cái tinh tấn này ngày này qua tháng khác không mệt mỏi đó, thì
chúng ta có 5 cái yếu tố. Thứ nhất là giữ cho cái sơ phát này, tức là cái đầu tiên để phát tâm. Cái thứ hai là gia hạnh. Gia hạnh tức là bỏ thêm vào những cái việc làm, những cái hành động của chúng ta, luôn luôn bỏ thêm vào. Chứ nếu mà chúng ta ngưng trệ một cái là nó mất tinh tấn đó. Giống như thế là chúng ta nấu cơm á, mình phải đun lửa thường xuyên thì cơm mới chín. Chứ còn nếu mà chúng ta thắp nó lên rồi chúng ta tắt bếp thì biết chừng nào mà cơm nó mới chín được. Đấy. Cái thứ hai là gia hạnh, tức là bỏ thêm vào. Cái thứ ba là vô hạ. Vô là không, hạ là thấp. Hạ là làm cho mình thấp kém, làm cho cái này nó thấp đi. Vô hạ tức là không có làm cho cái yếu tố này nó bị thấp xuống, nó bị mai một, nó bị nhỏ lại. Vô thối tức là không có chuyển, không có thụt lui, không có thụt lùi. Vô thối, thối là thụt lui, lui sụp. Vô thối. Vô túc tức là không hề biết đủ. Tại sao mà lại không hề biết đủ? Tại xây dựng cái niềm tin tấn mà. Mình nói hôm nay bấy nhiêu đủ rồi là không tin tấn rồi đó. Khi ý niệm nó khởi lên là coi như không tin tấn đó. Cho nên vô thối ở đây á, vô túc ở đây á, có nghĩa là chừng nào mà chúng ta đạt được cái mục đích sau cùng thì thôi. Còn nếu chưa đạt được cái mục đích đó thì tinh tấn vẫn còn nguyên tác dụng của nó. Nó còn nguyên cái nghị lực kia. Nó còn năm cái yếu tố đó là nội cái mà vô thối, tức là không hề thối chuyển. Vô túc tức là không hề biết đủ, cho đến lúc nào mà nó thành tựu được thì thôi. Nó kinh khủng như vậy đó chứ không phải không. Cho nên trên con đường tu tập cái đạo giác ngộ và giải thoát đó, phàm phu của chúng ta đó hay ghé bến lắm. Chúng ta đi trên một con thuyền bát nhã mà thấy cảnh đẹp của bên bờ sông này, bên bờ sông kia, chúng ta ghé vào rồi chúng ta bị tất cả những cái cảnh đẹp kia cuốn hút. Cuốn hút mình ở nơi cái bờ sông đó, cho nên làm cho mình không có cởi thuyền bát nhã mà vượt thoát được. Thế thì chúng ta cần phải tinh tấn trực nhận lại chính mình, để mình vượt thoát ra tất cả những cái bến đổ đơn giản của dòng đời, tạm bỡ của dòng đời kia, để chúng ta tiếp tục cái con đường mà chúng ta vượt thoát. Năm yếu tố sơ phát, gia hạnh, vô hạ, vô thối và vô túc, đó là hết sức cần thiết trên con đường mà chúng ta gìn giữ cái gọi là tinh tấn. Có một câu chuyện kể về ngài Milarepa và Gampopa. Milarepa là một trong những vị thành tựu giả đại giác ngộ một đời thành Phật của cái nền văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Gampopa là một người đệ tử hết sức là nổi tiếng và tinh cần của ông. Sau một thời gian tu tập với thầy của mình, đạt được tất cả những cái yếu tính của sự giác ngộ trên con đường giác ngộ của tự thân, thì lúc bấy giờ ngài Milarepa mới cho Gampopa xuống núi để mà hoằn pháp, để mà độ sanh. Thì khi Gampopa lạy thầy của mình để đi, sau khi lạy xong rồi thì Gampopa mới thưa với thầy là: kính bạch thầy, giờ đây thầy đã cho phép con để trở về với lại đời sống của thế tục, để độ tất cả những con người của thế tục. Vậy thì thầy có một cái lời dạy sâu cùng nào cho con hay không? Lúc bấy giờ thì ngài Milarepa không có nói lời nào hết. Nói là con đã thành tựu xong rồi, bây giờ con hãy đi đi. Nhưng mà khi Gampopa vừa bước đi vài bước đó, thì Milarepa mới nói với lại đệ tử của mình là: này con hãy dừng lại. Bây giờ Gampopa liền dừng lại và quay lại thầy mình. Thì Milarepa đã cởi cái quần xuống, chu có mông cho vị đệ tử của mình thấy. Cái mông của Milarepa nó chai như là cái đít khỉ. Câu chuyện đó được ghi lại ở trong cái cuốn sách Sư Tử Tuyết Bồm Xanh của Nguyễn Tường Bách Dịch, rất hay. Ý nói một điều rằng nếu chúng ta không có dụng công ngày tháng thiền tập thiền tọa, chúng ta sẽ không đạt được bất cứ một cái yếu tố nào của tâm thức cao cả hết. Thế thì trên con đường mà chúng ta tu tập đây, không ai làm thế cho mình hết thảy. Tự thân chúng ta phải nai lưng ra mà làm, làm cho đến lúc thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì thôi. Cho nên là cái bài pháp sâu cùng không có gì khác hơn hết á, là tự bản thân ông phải làm tất cả những điều đó. Không phải là chúng ta
lớn rồi, chúng ta già rồi, rồi chúng ta kêu con nó tu tập thế cho mình, nó lạy Phật giùm cho mình, nó đánh chuông giùm cho mình, nó tụng kinh giùm cho mình, không hề có. Đã bao lần chúng tôi ví dụ như các vị nè, chúng ta có một rổ đậu trộn rất là nhiều những hạt đậu trên thế gian này với nhau, đậu bắp, đậu nành, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, đậu cu ve, vân vân vân, mọi thứ đậu. Thế thì xin thưa các vị rằng, khi bịt mắt chúng ta lại thì chúng ta có thể lựa hột đậu này lầm với hạt đậu khác, đúng không? Đúng vậy chứ gì, phải không? Nhưng mà tất cả những hạt đậu này khi gieo vào trong đất thì có cái hạt đậu nào mà nó nảy mầm lộn sang cái cây khác không? Đúng là như vậy đó. Thế thì nhân quả trong cuộc đời này á, nó không hề sai lầm. Mỗi một con người của chúng ta đây tích tụ cái nghiệp thức của mình như thế nào thì nó sẽ bộc khởi như thế đó. Tâm thức của chúng ta hướng về đâu thì chúng ta sẽ tiếp tục con đường tái sinh hướng về nơi đó. Trên con đường tái sinh vô định, vô định là không có hề định trước nếu như chúng ta không chịu tu tập. Trên con đường vô định của kiếp sống này, hằng hà sa số kiếp sống như là số cát của sông Hằng ấy, mình không thể đếm được bao nhiêu đời rồi. Có vị nào biết được mình đã bao nhiêu đời tái sinh rồi chưa? Chưa, không hề biết được. Và rồi trên con đường tiếp tục chúng ta đi tái sinh nữa, bỏ thân mạng này, thọ thân mạng khác, sinh ra quốc độ này, bỏ độ này, lập tức sinh nơi quốc độ khác, nhận một người khác làm cha, nhận một người khác làm mẹ, nhận một người khác làm anh em, nhận một người khác làm bè bạn. Đời sống tái sinh là như thế. Kẻ không có quen trở thành người quen, kẻ không thân trở thành người thân. Các vị đi tu học, các vị nói chứ trời ơi, ở một mình sợ quá, xung quanh toàn là người lạ không hà. Thế bây giờ hỏi các vị chứ, vợ của mình trước khi cưới đó có lạ không? Quá lạ mới quen. Còn nếu mà nó không có lạ là không có quen rồi, phải vậy không? Thế thì xin thưa, trước lạ sau quen là chuyện bình thường của kiếp sống. Và những người thân của mình đó, có lạ không? Lạ, phải lạ mới được. Thế thì không có gì hết. Trong đời này đấy, cái mối thân quen chẳng qua là gần gũi với nhau mà trở thành cái quen thân đó thôi. Còn khi mà chúng ta không gần gũi thì nó có tách biệt nhau ra rồi. Thế thì cái Phật tâm Phật tánh của chúng ta cũng vậy. Muốn gần gũi thì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút mình phải nhìn ngắm nó, mình phải trực nhận nó, đừng có để cho nó xa rời với chính mình. Còn nếu mà chúng ta đi theo cái ngoại cảnh, theo ngoại duyên, theo trần đời, theo người khác đó, thì chúng ta đã bỏ quên mình mất rồi. Cho nên có một câu chuyện nữa. Có một lần Khổng Tử được nhà vua Ái Văn hỏi như thế này. Ái Công chứ, xin lỗi. Ái Công mới hỏi Khổng Tử rằng, ta nghe thiên hạ họ đồn là có cái người nào đó mà dọn nhà của mình bỏ quên vợ lại, đúng vậy không? Quý vị có ai dọn nhà bỏ quên vợ không? Vợ nó khổ đầu tôi chết. Thế thì Khổng Tử mới nói rằng, dạ thưa đức vua, trong cuộc đời này chẳng những người ta bỏ quên vợ mà người ta còn bỏ quên chính mình nữa. Khổng Tử cũng thâm thiệt đó chứ dẫn đâu. Ông không trả lời trực tiếp, mà ông bảo là chẳng những cuộc đời này người ta bỏ quên vợ đâu, mà người ta còn bỏ quên đi chính mình. Thế quên chính mình là quên cái gì? Nói không biết mình nói gì, suy nghĩ không biết mình suy nghĩ cái gì, làm không biết mình làm cái gì. Đó chính là bỏ quên đi chính mình. Đúng thế không? Và bây giờ cái tuổi càng lớn là bỏ quên càng dữ nè. Tay cầm chìa khóa mà đi tìm chìa khóa, phải vậy không? Cái điện thoại nó nằm trong túi mà cứ đi tìm hoài cái điện thoại, vân vân. Cái mắt kiến nữa, để ngay lên trên mái tóc này đây, là đeo ngay trên con mắt, cứ tìm cái mắt kiến. Thế thì rõ ràng rằng á, đâu có nói chi đâu xa, ta còn bỏ quên chính mình nữa kia. Thế thì bỏ quên cuộc đời này là chuyện hết sức là bình thường. Cho nên ngày ngày tinh tấn để chúng ta nhìn ngắm lấy chính mình, đó là yếu tố quan trọng nhất. Người ta nói xa mặt cách
lòng. Cho nên mình phải trực nhận hàng ngày, hàng giờ, hàng phút để chúng ta mới thấy được rằng nó đang ở với ta. Còn nếu chúng ta xa rời nó thì mình sẽ xa rời nó luôn đó. Yếu tố thứ ba đó là hỷ. Hỷ tức là một trong bốn chi phần của tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Tại sao phải hỷ? Hỷ là gì? Hỷ là niềm vui, sự hoan hỷ. Nhờ với tinh tấn tu hành, đoạn trừ được dần các phiền não, thành tựu được vô lượng công đức, do đó mà sanh tâm hoan hỷ, phấn chí để tu tập. Thế thì xin thưa đại chúng, hỷ là một trong những cái yếu tố mà giúp chúng ta có được năng lực to lớn. Các vị khi mà các vị phấn khích, các vị làm dễ dàng lắm, đúng thế không? Khi các vị buồn rầu, các vị làm nổi không? Không làm được cái thứ gì hết, không suy nghĩ được một cái thứ gì hết, ăn không no, ngủ không yên, ngủ không cũng không yên nữa, đúng thế không? Chỉ có ngủ thôi mà ngủ không được nữa kìa, chứ đừng có nói chỉ làm chuyện gì khác hơn, đừng có nói là suy nghĩ cái chuyện gì khác hơn, đừng có nói là vẽ vời ra một cái gì đó nó minh bạch hơn, nó sáng suốt hơn, nó tinh vi hơn, không có đâu. Cho nên yếu tố năng lượng của cuộc đời này là sự niềm vui. Làm gì có niềm vui đó thì cái đó mới là cái tuyệt vời. Khi các vị đi làm, cái gì là niềm vui? Tiền lương. Nếu mà đi làm mà không trả lương, ai trong này giơ tay nói là vẫn đi làm đâu? Chỉ có đi làm công quả thôi, đúng không? Nhưng mà người ta vẫn trả lương là gì? Là quả đó. Ta đem công ra làm và chúng ta có cái niềm vui là quả đó kia. Chứ nếu mà nó cũng không có quả để trả luôn thì mắc gì đi làm chi cho nó mệt, đúng thế không? Thế thì rõ ràng trong đời sống này nó là như vậy. Cho nên xin thưa đại chúng, cái hỷ là cái động lực, nó tiếp thêm cái năng lực cho chúng ta. Và xin thưa là trong cuộc đời có hai cái cung bậc, một là buồn, hai là vui. Còn cái cung bậc nữa thứ ba đó là không buồn, không vui, thì cái đó không kể rồi. Nhưng mà đơn giản nhất, chúng ta có hai cung bậc, rớt vào trong hai cung bậc này là lúc buồn và lúc vui. Thế thì tự thân của mỗi chúng ta đó, mình được quyền lựa chọn luôn. Chúng ta được quyền lựa chọn hai cung bậc buồn vui của cuộc sống này, không ai lựa chọn cho mình hết. Các vị đều biết được rằng tất cả những niềm vui, tất cả những nỗi buồn, nó cũng vô thường như gió thoảng mây bay. Nó không có một cái gì là chất thật ở trong đó hết thảy. Nhưng mà có những người họ nói mình buồn, có những người họ nói mình không buồn, cũng cùng một câu nói. Có những người người ta nói mình vui, có những người người ta nói mình không vui. Có những lúc người ta không cần làm gì hết mình vẫn vui, có những lúc người ta cũng không làm gì hết mình vẫn buồn. Hôm nay buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế nay em chán nữa rồi. Cung quế có ai ngồi đó chữa cành đa, xin chị nhắc lên chơi. Có bè có bạn căng chi tuổi, cùng gió cùng mây thế mới vui. Đó là cái buồn của tảng đa. Thế thì xin thưa là cái buồn trong đời sống này nó làm trầm nịch chúng mình, chứ không có gì khác hơn. Trầm nịch cảm xúc. Và khi chúng ta đạt được cái yếu tố hỷ, xin thưa các vị, cái tâm của mình, cái lòng của mình ở trong nó ra sao đó, thì nó sẽ thể hiện lên trên khuôn mặt của mình như thế đó. Mà người có cái tâm hỷ đó, họ cởi mở lắm, họ không có bị câu thúc bởi những cái tiếng nói của con người. Người ta nói gì người ta cũng cười hề hề xong à. Người ta rạng rỡ lắm, chứ không phải là người ta giận dữ, nó chất chứa trong lòng. Và chúng để ý đi, cho nên tướng tự tâm sanh. Cái tướng của con người ta, cái dung nhan của con người ta là từ nơi cái lòng của con người ta mà nó sinh ra. Nhìn cái khuôn mặt, nhìn cái lời nói, nhìn cái nụ cười là thấy được cái nội lực ở bên trong, thấy được cái tâm tư tình cảm, cái nguyện vọng ở bên trong của họ. Đấy. Và xin thưa các vị là ở trong đời này á, ai người ta cũng thương người đẹp hết, đúng không? Có đúng không? Có ai thương người xấu không? Hả? Trừ những trường hợp cá biệt, đa phần là người ta thương người đẹp. Và người đẹp là người rất dễ lấy lòng người khác.
Vì cái lý do đó mà trên cái con đường mà chúng ta tu tập đây á, không phải tu cho mình mà tu cho người nữa. Cho nên mình phải cần thể hiện cái rõ ở bên trong để nó biến tướng ra bên ngoài chúng ta đẹp. Người ta mình đẹp người ta mới tới mình. Mà tới mình rồi thì mới có cơ hội để cho mình độ người ta, chứ không phải tới để dụ người ta. Nhưng mà xin thưa là cũng được đi, mình dụ người ta để mình độ người ta cũng được đi, phải không? Nhưng mà miễn là đừng có trụy lạc thôi. Đấy. Thế thì tứ vô lượng tâm, đại chúng nhớ, chúng tôi chỉ nhắc sơ sơ thôi chứ không phải là giảng về tứ vô lượng tâm. Có bốn cái tâm mà vô cùng to lớn, nó vô lượng mà, nó không thể lường được. Bốn cái tâm không thể lường được đó là từ, bi, hỷ, xả. Trong đó có một chữ mà chúng ta đang học đây là chữ hỷ và chữ xả. Chữ xả chúng ta nói ở chi phần thứ 7. Nhưng mà cái chữ hỷ này đây á, là niềm hoan hỷ. Cái gì cũng vô thường hết á. Nó nói bậy mình cũng vô thường luôn, đúng không? Vậy thì mình có hoan hỷ không? Đó, đó mới là cái quan trọng. Lúc mà nó nói xấu mình, nó nói bậy mình có hoan hỷ không? Không. Đó mới là chết. Chúng ta chết ngay tại đó. Tức là tu tập Phật Pháp là chúng ta giữ tâm hoan hỷ all the time. Cái tinh tấn mà vô thối, vô túc, không bao giờ thối chuyển cái này hết. All the time là chúng ta hạnh phúc, luôn luôn hoan hỷ. Nó có nói trời trăng mây nước gì mình cũng hoan hỷ cả đó. Thật sự rất khó thưa quý vị. Lúc nào mà chúng ta giữ nó ngay trong lòng của mình đây á, tại đây là bảy chi phần để đến giác ngộ mà. Mất một trong bảy chi phần này là chúng ta có thể là bị ghé bến trầm luân rồi. Cho nên là giữ cho kỹ. Yếu tố thứ tư là khinh an. Khinh an tức là nhẹ nhàng, là an ổn. Nhờ sự tinh tấn tu tập cho nên thân tâm của mình được thanh tịnh. Do đó người tu hành cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, khinh an, như đã trút được cái gánh nặng dục vọng mê mờ. Khi chúng ta có được cái hỷ, tức là cái hoan hỷ rồi á, thì mình nhẹ nhàng, khinh và an. Khinh là nhẹ, an là an ổn. Người mà đã hoan hỷ rồi thì luôn luôn họ nhẹ nhàng, không có gì nó vướng hết trơn á. Giống như thể là cái lá sen, bao nhiêu cái giọt nước, dẫu cho đục, dẫu cho trong gì nó cũng không vướng vào. Cho nên người thõng tay vào chợ là người khinh an. Mà Đức Thế Tôn có một danh hiệu tương thích với lại cái từ này, đó là thiện thể. Tức là vượt qua, tức là đi qua, đi qua không vướng bận gì hết. Thiện thể, vượt qua. Thế thì xin thưa các vị, khinh an là yếu tố nhẹ nhàng, an ổn trong cuộc sống. Thế thì trong cuộc sống này mình có nhẹ nhàng, có an ổn không? Khi chúng ta đối diện với cuộc đời, những buồn vui tốt xấu khen chê được mất, mình có khinh an không? Tại sao mình không khinh an? Đơn giản là mình tự hỏi coi, bây giờ đó, ví dụ bây giờ nè, đại chúng hãy xét kỹ trong lòng mình. Ngồi ở đây, các vị có buồn ai không? Có không? Có giận ai không? Có tức ai không? Ai có giơ tay lên coi. Bây giờ này những người có đó, những người có đó nha, mình phải quán chiếu một điều thôi. Tại sao mình tức người ta chi? Mình tự hỏi mình coi. Mình có hai cung bậc để lựa chọn. Một là sự khinh an, tức là sự an ổn của tâm hồn. Hai là ghim gút cái điều đó vào trong lòng mình. Lý do tại sao mà mình phải ghim gút vào trong lòng mình? Mình chỉ cần đem nó ra, để ở đó. Phật dạy chúng ta là thảo phú địa, có nghĩa là cỏ che đất. Khi chúng ta để một hòn đá lên trên ngọn cỏ đó, thì ngọn cỏ đó nó không mọc lên được. Khi chúng ta đem cái hòn đá đó đi chỗ khác, cỏ kia nó sẽ mọc lên lại. Cỏ nó muốn sinh muốn diệt là chuyện của nó. Cái con người trong chúng ta đây, ta sinh ta diệt là chuyện của ta, người ta sinh diệt là chuyện của người ta. Mắc gì đem chuyện người ta đem vào trong này, để trong này làm gì cho nó đau khổ vậy? Ta đâu có rảnh hơi, ta đâu có rảnh công, ta đâu có rảnh thời gian để làm mấy cái chuyện mà không phải trả tiền mà mình làm.
Cho nên cái lý do mà tại sao, lý do tại sao mình lại phải ghim rút làm gì? Đơn giản ở chỗ nếu mà chúng ta cởi mở thêm một tí nữa là kệ nó thôi. Tất cả những cái sự ghim rút trong cuộc đời của chúng ta đó, nếu như có, xin thưa các vị có thể nghĩ đi, vô thường của đời sống này á, rồi ai cũng chết hết rồi. Những cái buồn của các vị á, bây giờ á, nó cũng đổ sông đổ biển hết. Những cái vui của các vị cũng đổ sông đổ biển hết. Tất cả những cái gia tài, sự nghiệp, địa vị, vợ con của các vị đổ sông đổ biển hết. Nguyễn Du nói một câu như thế này: bất tri tam bất dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Chẳng biết 300 năm lẻ nữa người đời ai khóc tố như chăng. Giờ hỏi các vị cho 300 năm nữa ai ngồi đây mà khóc mình? Có ai khóc mình không? Chẳng những 300 năm, 100 năm thôi, mình đứt hơi 49 ngày thôi là nó quăng luôn hũ cốt rồi. Chẳng bao giờ nhớ tới mình nữa, chứ đừng có nói chi là 300 năm lẻ nữa. Thế thì tất cả những cái mà hiện giờ chúng ta có cả một bầu trời lồng lộng của tâm thức đây. Nào là con, nào là vợ, nào là gia tài, sự nghiệp đây. Hả? Ai sẽ là người ở đó mà khóc ta? Xin thưa không có ai rảnh hơi vậy đâu. Cho nên khi chúng ta còn sống đây, những cái cung bậc của cảm xúc nó chỉ là cung bậc cảm xúc, để chúng nhớ kỹ. Chỉ là cung bậc cảm xúc, có rồi lại hết. Cho nên không hà tất gì mà mình phải đi giữ những cái điều muôn phiền trong đời sống, trong lòng mình chi hết á. Dùng cái năng lực có sự sống này để chúng ta tu tập, để chúng ta đem lại sự an lạc cho mình và cho người. Nha các vị ha. Cho nên giữ lòng mình khinh an. Chuyện của họ để họ lo đi, mình đừng có lấy chuyện người khác làm chuyện của mình. Chuyện họ để họ lo. Ca khinh an nhẹ nhàng trong tự thân của mình, đó là yếu tố căn bản để vượt thoát sinh tử. Yếu tố thứ năm là niệm. Niệm nghĩa là thường ghi nhớ chánh pháp để thực hành. Chữ niệm nó gồm có bộ kim ở trên và chữ tâm ở dưới. Có nghĩa là ngay trong cái lúc này, chứ không phải là ngày này. Cái chữ kim đó nó gọi là nay. Nay này nó có hai nghĩa. Một là ngày hôm nay, kim nhật à, kim nhật tức là ngày hôm nay. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiếu đông phong. Có nghĩa là gì đó, ngày này năm ngoái hả, ở cửa trong mặt ai tươi thắm tựa nắng hồng, mặt ai chẳng biết giờ đâu vắng, chỉ thấy hoa đào ngóng gió đông, của Thôi Hộ đó. Thế thì xin thưa, kim nhật à, từ cái chữ kim có nghĩa là ngay tại đây, có hai nghĩa. Một là lúc này. Lúc này là lúc nào? Now, đúng không? Bây giờ là cái moment này. Mà khi chúng ta vừa nói cái này là nó qua mất tiêu rồi, nó trở thành quá khứ rồi à, khi chúng ta thốt ra một cái là nó đi vào trong dĩ vãng rồi. Thế thì cái đó chỉ được cảm nhận thôi. Thế thì cái now tức là cái hiện tại ra đây. Niệm tức là ghi nhớ. Niệm tức là ghi nhớ. Để tâm của mình chú ý trên đối tượng ngay cái thời khắc bây giờ đây. Thế thì cái niệm cái gì? Niệm chánh pháp, nhớ nơi chánh pháp. Nhớ chánh pháp là nhớ cái gì? Nhớ những lời Phật dạy, nhớ cái pháp mà chúng ta thực tập. Ví dụ như đại chúng chọn một cái pháp môn đầu tiên đó, chúng ta tập pháp đó hả? Mình chọn cái gì thì bây giờ mình phải nhớ cái đó, chứ không phải nhớ cái khác. Không phải nhớ vợ nhớ con. Nếu mình chọn vợ con là pháp môn thì mình nhớ vợ nhớ con hả? Nếu mà chúng ta chọn việc làm, làm cái pháp môn thì nhớ việc làm. Nhưng mà chúng ta chọn một pháp tu thì nhớ pháp tu. Đơn giản chỉ có vậy thôi à. Cũng như là một đám đất, nếu như không trồng hoa thì cỏ sẽ mọc. Tâm của mình cũng như vậy. Nếu chúng ta không có một cái pháp môn để chúng ta tu tập thì cỏ hoang vu của đời sống nó sẽ lăn xâm chiếm. Cho nên mình phải dùng một cái pháp để mình trồng lên trên cái đất tâm của mình, và thường xuyên tưới tẩm vun bồi nó, để cho những cái tạp niệm nó không xen vào. Vì chúng ta dùng cái pháp đó để trú tâm. Tâm của chúng ta đây á, luôn luôn lúc nào nó cũng được đặt lên trên đối tượng. Và chúng để ý ha, hiện tại bây giờ trong đầu mình suy nghĩ chuyện gì?
để chúng để ý nè, để ý trong đầu mình á, mình đang suy nghĩ chuyện gì. Mỗi người mỗi khác á nha, mỗi người mỗi khác, nó nhanh lắm. Để chúng để ý nè, nó đang suy nghĩ chuyện này rồi nó chảy sang chuyện khác, có không? Trong đầu mình đó, đơn giản chỉ có vậy. Thế thì cái tâm ý thức này đây nó luôn luôn nhảy, nó luôn luôn chạy. Nhưng chúng ta phải chọn một pháp để cho nó chú tâm vào cái pháp đó thôi nha các vị. Nếu như mình bỏ nó ra thì nó sẽ chạy nhảy đi tìm cái chỗ khác để nó nương gá, để nó gá vào. Cho nên chúng ta tập pháp, chọn một pháp và giữ cái pháp đó để nó an trú cái tâm của mình trên đó. Có như vậy thì cái yếu tố định sau này, niệm mới sanh định, được chưa? Có như trú tâm thì mới sanh ra định. Định là chi phần thứ 6. Thế thì xin thưa, chọn một cái pháp để chúng ta an trú tâm mình trên đó. Và an trú lúc nào? Lúc nào cũng an trú niệm, ngay lúc này, ngay cái mô mình này. Thế thì mô mình này và mô mình sau không hề gián đoạn. Cho nên Phật mà ổng giác ngộ đó, không phải là ổng ngộ có một chút khoảng thời gian, ngộ buổi sáng buổi chiều không ngộ, phải không? Mà ngộ hết là pháp. Thế thì đời sống của chúng ta cũng như thế đó. Chúng ta có thể là chúng ta ngộ từng phần, từng chút một của một ngày. Có ngày thì chúng ta ngộ 30 second, có những ngày chúng ta ngộ được 1 tiếng, phải không? Có những ngày là ngộ được 10 tiếng không? Không có hả? Vậy mà làm sao gọi là giác ngộ được? Chúng ta đòi giác ngộ mà. Giác ngộ có nghĩa là tất cả những cái dòng chảy của thời gian chúng ta đều đứng vững hết à. Thế thì xin thưa, nên dành dụng cái thời gian của chúng ta để hướng đến cái con đường an trú tâm. Yếu tố thứ 6 là định. Khi mà chúng ta có được cái niệm rồi á, chọn cái pháp, đặt tâm mình trên cái pháp đó rồi á, thì chúng ta có được cái yếu tố định phát sinh. Định tức là cái tâm chuyên chú, tập trung vào một pháp mà chúng ta đã tu. Cái định này nó là một trong ba chi phần của tam vô lậu hậu: giới, định và tuệ. Khi chúng tôi nói như vậy thì ít bữa nữa có một câu hỏi là tam vô lậu hậu là gì? Các vị biết không? Biết phải không? Đó, tức là tam vô đạo học là giới, định và tuệ. Giới học, định học và tuệ học. Thế thì định được phát sinh do từ việc giữ giới, tức là sự chuyên chú, sự tập trung. Nếu không có sự chuyên chú, sự tập trung thì yếu tố định này không phát sinh. Chỉ trừ những cái bậc mà ta rất là giỏi rồi, đi đứng nằm ngồi gì người ta cũng nhiếp tâm được hết á, thì lúc đó chúng ta rất là dễ lúc đó người ta rất dễ để mang đến yếu tố định. Còn như chúng ta đây á, thì nó đã quen với lại cái thói thường rồi, cho mình rất khó để có thể định được. Mà muốn định như vậy đó, mình phải nhờ vào các duyên. Ví dụ như là duyên hoàn cảnh nè, tức là chọn một cái trú xứ cho yên ổn, không có tiếng ồn, vân vân. Chọn một cái không gian nó thoải mái, nó mát mẻ. Đó chính là cái pháp trợ duyên, trợ cho chúng ta an ổn. Có an ổn rồi mình mới dễ nhiếp tâm, mới có thể đưa tất cả những cái vọng niệm vào trong một niệm. Khi đã có cái niệm đó rồi thì yếu tố định kia nó sẽ phát sinh. Yếu tố thứ 7 là yếu tố cuối cùng của 7 chi phần. Đó chính là xả, nghĩa là bỏ ra ngoài, không vướng bận. Yếu tố xả này cũng là một trong 4 chi phần của tứ vô lượng tâm. Dạ, cảm ơn bác. Của tứ vô lượng tâm. Xin thưa đại chúng, cái cuối cùng của tứ vô lượng tâm là xả. Và trong thất bồ đề phần, cái cuối cùng là xả. Thế thì chúng ta thấy xả quan trọng không? Quan trọng không các vị? Và chúng ta thấy nè, trong 6 pháp ba la mật đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, cái cuối cùng rốt ráo của nó là ba la mật. Ba la mật là
vượt thoát, là qua bờ bên kia, là đáo bỉ ngạn, là rốt ráo, là tịch diệt, là cứu cánh, đúng vậy không? Thì có nghĩa là xả. Tịch diệt là vắng lặng, là xả, ta đâu có giữ nó đâu mà giữ, phải không? Và cái cuối cùng của Niết Bàn là tịch tỉnh, là đâu có giữ gì đâu. Có đúng vậy không các vị? Thế các vị mới thấy được rằng cái yếu tố xả vì sao nó lại quan trọng như vậy. Và cái cuối cùng rốt ráo của cuộc tu là xả, là thõng tay vào chợ. Khi mà còn phàm phu thì còn tu cách nọ cách kia, nhưng mà đến với lại cái chỗ mà rỗng rang thanh thản rồi đó, thì còn cái gì để nương gá nữa đâu mà giữ. Không còn cái gì nữa hết. Mà nếu không còn cái gì nữa thì như hư không. Muốn hiện thì hiện, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn có thì có, mà muốn không thì không. Giờ mình muốn được không? Không. Mình bị giới hạn đủ chuyện hết, cho nên mình không thể vượt thoát ra khỏi cái đó. Cho nên cái rốt ráo tột cùng vẫn là một yếu tố buông xả tuyệt đối. Mà trong tâm thức phàm phu của chúng ta buông xả được không? Nó bây giờ nói cái ngũ dục của thế gian, nó tài sắc danh thực thùy, các vị buông xả được cái gì? Giờ tiền tài buông xả được không? Được chút chút thôi. Được ngàn thì bỏ chừng 20-30, ok. Bỏ 100, ok. Chứ nó bỏ hết ngàn là không dám rồi đó, phải không? Nói yếu tố tài thôi. Bây giờ nói cái yếu tố sắc nè. Bây giờ già rồi thích đẹp không? Thấy tóc bạc thì cũng phải đi nhộn cho nó đỡ bạc, vân vân. Nó là nói chung chúng ta đẹp, nhưng mà không phải chỉ đẹp bằng cái hình thức không đâu, mà nó còn mang nhiều cái tính chất khác nữa. Nó đẹp về tâm hồn, nó đẹp về cách ăn, cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nằm. Mình thấy người ta đi nó khoan thai, mình thích cái khoan thai của họ không? Thích. Thế thì cái đó, phải không? Chứ không phải hà tất gì mà chỉ là cái sắc, tức là cái bề ngoài đây thôi, mắt mũi mặt tai đây không đâu. Cái sắc kia là cái diện. Cái diện là cái gì? Cái diện là cái mà có người ta cái dung nghi. Ý là như thế. Thấy người ta con cái nó hạnh phúc, thích không? Thấy chồng của người khác ga lăng quá, mình thích không? Còn ông chồng của mình nó ba bữa là nó bỏ lăng bỏ lóc rồi, mình chỉ thích chồng người ta không à, còn chồng mình không thích tí nào hết. Đời nó cũng lạ thiệt. Vậy mà mình lại lựa chọn, các vị thấy không? Lựa chuyện gì đó chọn lòng không hơn bỏ sót ha. Mình không chọn, thằng khác nó chọn cũng vậy thôi, chi cho bằng để về nó nô lệ cho mình. Thế thì xin thưa, xả tức là bỏ ra ngoài và không có vướng bận. Người tu hành nhờ cái trí sáng suốt nhận biết thọ là khổ. Cái yếu tố xả này đây, xin thưa các vị, nó đối nghịch lại với cái gọi là thọ đó. Và trong trong cái tứ niệm xứ đó, tứ niệm xứ là gì? Thân thọ tâm pháp. Bây giờ trong cái thân thọ tâm pháp đó, thân là thân sao? Gì nữa? Là giỏi quá. Hay quá ha. Thế thì bây giờ, thế thì tại sao thọ là khổ? Các vị muốn thọ không? Thọ là nhận đó. Bây giờ ai cho tiền mình đó, mình muốn không? Muốn không? Bây giờ nè, bây giờ hỏi thiệt các vị nha. Bây giờ mình có 3 ngày tu phải không? Mỗi buổi sáng các vị tới trước chùa Phật Ân nè, có một người đứng ở trước cổng đó. Khi các vị vừa mới bước chân vô đó, người ta nói là bây giờ anh chị ơi, đừng có vô đây nghe mấy thầy giảng. Nếu mà anh chị bước ra đi về đó thì anh chị cầm theo 50.000 tiền cash đi về. Ngày nào cũng vậy hết á. Ngày nào cũng vậy hết. Bây giờ thử hỏi nè, còn được mấy người ngồi trong đây? Nếu mà sự việc đó nó xảy ra thiệt, giả dụ như sự việc đó nó có thiệt, thì chúng ta mới có thể nói được là đâu là cái yếu tố của cái sự hành xả này và cái sự thọ là khổ. Bây giờ các vị hỏi thọ đó có khổ không? Làm gì có chuyện khổ. Nếu mà thọ đó là khổ là các vị đã không nhận rồi. Nhưng mà chắc chắn rằng nếu như người nào đó khùng điên làm chuyện đó đó, thì xin thưa các vị là
Lúc đó chúng ta mới thấy được cái cung bậc của cái sự tu tập. Làm sao để có thể nhìn cho ra được thọ là khổ? Ở đời người ta thọ là sướng thấy mồ đi, phải không? Một bữa thuyết pháp 50.000 đô, đừng vô đây, đi về đi, là lấy 50.000 tiền cash đi về, chia cho tất cả mọi người đều vậy hết. Cash không cần đóng thế, không cần biết nguồn tiền, mà tiền thiệt, không phải tiền giỡn, không phải tiền lá mít. Nên rõ ràng rằng nếu mà chúng ta đặt một câu hỏi đó, chúng ta sẽ thấy được rằng mâu thuẫn với đời sống hiện tại, đúng không? Các vị bây giờ muốn nhà cao cửa lớn, có ai muốn nhà nhỏ không? Các vị có ai muốn nghèo khổ không? Có ai muốn xe cũ, xe rách nát không? Tất cả đời sống đều dựa trên cái sự tham dục kia hết, đều có lòng muốn hết. Nhưng mà gọi là muốn thủ là khổ, thọ là khổ. Ấy thế mà mấy người nhìn thấy được cái thọ là khổ kia. Nhận cái gì rồi thì đều phải bỏ lại cái đó. Mà chúng nhớ kỹ một điều như vậy thôi, đơn giản chỉ có vậy thôi. Chúng ta nhận ở nhân gian này bất cứ cái thứ gì, kể cả vật chất lẫn tinh thần, nhận cái gì rồi thì bỏ lại cái đó. Hành trang mang theo là cái chúng ta vượt thoát lên khỏi những cái kia, không bị cái kia nó làm cho mình bám víu trầm lịch trong sinh tử. Đó mới là yếu tố vượt thoát. Vượt thoát không phải là chúng ta mang nó theo đâu, mà bỏ nó lại. Câu này hay lắm á. Vượt thoát không phải là mang theo, mà là bỏ nó lại. Kẻ nào dám bỏ thì kẻ đó vượt thoát được. Kẻ nào không dám bỏ là người đó không dám vượt thoát được, không thể vượt thoát được. Câu quan trọng lắm á. Con chim mà nếu nó mến tiếc cái lòng của nó thì nó chỉ ở trong lòng thôi. Nếu muốn bay cao bay xa trên nền trời mênh mông này á, thì nó phải bỏ lại cái lòng son kia. Cho nên vượt thoát, cho nên thọ đó là khổ đó. Thọ cái đó để mà bám víu lên nhân gian này, đó chính là yếu tố khổ. Nhưng mà mấy ai trong chúng ta muốn từ bỏ cái khổ kia? Có cho tiền cũng không bỏ nữa. Thế thì chúng ta rõ ràng thấy đó, cái yếu tố xả hết sức là quan trọng. Kinh Kim Cang có nói á, người tu hành phải như là người nương thuyền để qua sông. Khi thuyền đã cập bến rồi á, nếu ta không có bỏ nó, để nó ở trên bờ, thì đừng hòng mà đi đến và biết được cái gì. Người muốn thành đấng siêu việt tự tại, cần phải khước từ mọi sự đắm say trong nhân thế này. Chúng ta muốn vượt thoát, muốn đi về cõi giới tịch tỉnh, thì tâm hồn này phải là tịch tỉnh ở nơi đây. Đơn giản chỉ có vậy. Các vị muốn thành Phật, thành Bồ Tát, mà mình bám víu cái cung bậc của chúng sanh, thì làm sao chúng ta vượt thoát ra khỏi? Cung bậc của Bồ Tát, của Phật không đắm say những cái của chúng sanh trong nhân gian này. Mà chúng ta tu tập là để làm chi? Để thành Phật, thành Bồ Tát, phải không? Phải không? Chắc không? Vậy thì nên từ chối những cái cung bậc của nhân gian chứ. Còn đằng này á, chúng ta vừa giữ mà lại vừa mong. Mong là mong mà giữ là giữ. Cho nên chúng ta đang mâu thuẫn với chính mình, cả cái pháp hành lẫn cái pháp mà chúng ta học. Mình đang muốn vượt thoát nhưng mà mình không muốn xa lìa. Nói rõ là như thế. Chúng ta muốn vượt thoát sanh tử, một phần là chúng ta muốn giữ của sanh tử, muốn đầu tư trong sanh tử. Mình có đầu tư sanh tử không? Trời ơi, chúng ta nợ nhau nhiều lắm, mắt tai mũi lưỡi đều nợ hết trơn, nợ về thân tâm này nữa. Thế thì xin thưa các vị, đó chính là 7 cái yếu tố mà chúng ta vừa mới nói qua. Thế thì có một câu chuyện cuối cùng kể như thế này. Có một lần nọ, vị thầy và một chú tiểu đi lên núi để sống cái cuộc đời của một vị du tăng rày đây mai đó. Và thế là dừng lại ở một cái túp lều rất là nhỏ, ở trên một ngọn núi che chắn rất thô sơ. Hằng ngày ôm bát đi vào làng khất thực để về nuôi sống ngày qua bữa thế thôi.
cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương. Ở đời nếu biết đủ thì phiền não chẳng còn vương. Người thầy thường dạy đệ tử mình như thế. Thế thì có một lần nọ thì vị thầy này mất công việc, phải đi xa, mà đi rất là nhiều năm nhiều tháng. Cho nên mới dặn người đệ tử của mình á: con ơi, bây giờ ở nhà này á, tất cả mọi thứ hàng ngày con cứ việc như thế mà tu tập, những điều mà thầy dạy cho con đã dạy đủ hết rồi. Con cứ đi khất thực về để sinh sống vậy thôi, đừng có làm cái gì khác hơn nữa, hãy tinh tấn để tu tập. Thì vị đệ tử này những ngày đầu cũng hết sức là tinh tấn. Thầy đi rồi thì người đệ tử này cũng hàng ngày đi khất thực xuống xóm làng như thế. Một hôm đó thì những người ở trong dân chúng mới thấy cái vị đệ tử này sao mà cái khố của mình nó bị rách như thế. Thế thì vị đệ tử mới nói là tại vì trong cái chòi lá kia nó ở trên đồng ruộng cho nên nhiều chuột quá, rồi tối ngủ rồi chuột cũng vô nó cắn rồi rách cái khố đi. Thế nếu mà để như thế này thì nó cắn dần dần là không biết có cái khố nào nữa mà bận bây giờ, cũng đủ thế mà che những cái chỗ cần che. Thế thì xin thưa các vị là những cái người ở trong trong làng xóm á, mới tư vấn cho thầy đệ tử đó là: thôi bây giờ thầy đem con mèo về thầy nuôi đi. Thế thì người này cũng nghe lời đem con mèo về nuôi, thì rõ ràng rằng á, chuột không còn mà phải mất công nuôi con mèo. Nuôi con mèo này á, thì mỗi lần mà ổng đi khất thực á, thì ổng phải đem theo cái bình để xin sữa về nuôi mèo. Lâu ngày dài tháng ấy, mọi người nói trời ơi sao cực quá, đi khất thực nó mệt chết rồi còn kệ để theo cái bình sữa về cho con mèo nó uống nữa. Thôi bây giờ cho luôn con bò về đi, để cho con bò nó ăn cỏ rồi nó có sữa để mà cho con mèo nó uống. Đó. Thế thì ngoài cái việc mà đi khất thực ra rồi đó, về rồi ngồi thiền rồi này kia xong rồi là cũng phải đi dắt bò ra cho ăn rồi tắm rửa cho bò. Chẳng mấy chốc con bò đó nó thế nào đó mà nó sinh ra 2-3 con nữa. Rồi ngày tháng nó sinh ra nhiều con bò. Vậy là mọi người trong làng mới nói thôi bây giờ thầy có bò rồi đó, thầy đâu cần phải đi xin cơm đồ chi cho mất công. Thôi bây giờ thầy, ai mà người ta cày ruộng thầy cứ ra thầy cày cho người ta, rồi thầy lấy tiền đó rồi thầy mua sắm, thầy lo cái đồ ăn của thầy chứ đi xin chi cho nó mệt. Thế thì vị thầy này cũng nghe có lý, thế là sắm sửa nhiều cái cày, nhiều cái ách. Và khi nhiều như vậy rồi, một mình làm đâu có hết, cho nên kêu thêm người làm, mướn thêm người làm. Rồi bây giờ có người làm rồi đó, có tất cả những cái gì nó vô rồi đó, thì bây giờ nó có tiền, có nhiều tiền quá rồi. Thì cái vị đệ tử này mà nói thôi bây giờ nhiều tiền quá rồi đó, thì thôi mình ở chi cái liều tranh này ta, phải không? Mình xây một cái nhà cho thiệt là bự lên, rồi trong đó mình có nuôi những cái người phục dịch nè, người lo cho mình nè, người quét nhà nè, người rửa chén nè, người chăn bò nè, vân vân và vân vân. Tất cả rồi sau đó rồi của ăn của để, người vào người ra tấp nập trên cái chòi lá năm nào. 10 năm sau vị sư phụ trở về, nhìn cái chòi lá không còn là chòi lá nữa, nhìn cái người đệ tử của mình ngày xưa cũng không còn người đệ tử nữa, mà bây giờ trở ra một ông trưởng giả giàu có rồi. Người sư phụ mới hỏi đệ tử là: con có phải đệ tử ta không? Người đệ tử mới nói là: dạ vâng, con là đệ tử của thầy ngày trước đây. Thì sư phụ mới nói là: cái bình bát khất thực năm nào đâu rồi? Người đệ tử mới nói với sư phụ là: dạ thưa sư phụ, ngày đó sư phụ dạy con rất là nghe lời đó, nhưng mà rồi á, chuột nó cứ cắn cái khố của con hoài à, cho nên là con nghe lời quý Phật tử nó suối, con mua con mèo, con cho nhận con mèo về con nuôi, rồi con nhận con mèo về con nuôi, rồi con phải nuôi con bò để có sữa, vân vân và vân vân. Thế thì vị thầy đã kết luận là thật sự đó, trong đời sống này đây, chúng ta có được như thế này, đau khổ như thế này và bỏ mất con đường đạo này, chẳng qua cũng chỉ vì cái khố rách mà thôi. Thế thì xin thưa các vị, đôi khi chúng ta bỏ con đường thênh thang rộng lớn chỉ vì một cái khố rách như vậy mà thôi. Cho nên mình đừng có bao giờ đánh đổi cái to lớn, cái to tát kia chỉ để đi tìm một cái vụn vặt trong đời sống này mà thôi.
Các vị muốn nghe câu chuyện nữa không? À, câu chuyện này cũng kể về một cái tích cũng giống giống như vậy đó. Câu chuyện này được ghi lại ở trong kinh Bách Dụ. Câu chuyện được mang tên đó là Bán Hương Trầu. Có một ông phú ông rất là giàu có. Ông ta mới dạy cái anh con một của mình là phải biết cách tự lập, biết cách để mà buôn bán. Thế là sau khi học được cái bài học của cha rồi thì anh ta tự ái, anh ta quyết định là giờ này mình phải tự lập. Thế là anh ta vay tiền và đóng một cái chiếc thuyền thật là to. Rồi anh ta dùng cái chiếc thuyền đó để bơi ra các cái đảo ở ngoài biển xa xôi để mà đi tìm cái cây trồng, cây hương trầm đó, trầm hương đó, để về bán lấy tiền. Đi hết ngày này sang ngày khác, tháng nọ sang tháng kia, lặn lội một thân một mình qua hết cái đảo nọ tới đảo kia. Và cuối cùng anh ta cũng tìm ra được một cái cây trầm hết sức là to lớn, và gột bỏ hết tất cả những cái vỏ của nó rồi đem cái cốt, cái lõi của cái cây trầm về để bán. Anh ta chưa về nhà liền mà lập tức đi vào trong chợ để bán cái cây trầm kia. Khẽ nể khiêng vào trong chợ, ngồi đợi ngày này sang ngày khác để cái bảng đó là bán cây trầm hương. Và mọi người đi ngang qua chợ đó thì người ta thấy là cây trầm hương thì nó quý vô cùng. Ai đâu mà ở trong chợ mà có tiền để mà mua được cái cây trầm hương. Thế thì anh ta cứ đợi ngày này sang ngày khác buồn rầu, không ai tới hỏi han gì cả. Thế thì một ngày nọ, anh ta nhìn sang cái quán hàng đối diện á, thì thấy người ta bán than. Và mọi người á, thì người ta tấp nập tới để mà người ta mua than. Cho nên anh ta liền nghĩ trong đầu là trời ơi, chi cho bằng bây giờ mình đem cái cây trầm này mình đốt thành than đi, thì mình bán có phải là nó nhiều người mua hay không. Y như rằng thế là anh ta đem cái cây trầm mà anh ta tìm kiếm được khổ bắt chết đó, anh ta đốt thành than, rồi anh ta đem than đó ra chợ anh ta bán. Và rõ ràng rằng tức tắc là người ta mua hết cái số than kia. Anh ta mừng quá, cầm được mấy đồng bạc đem về kể cho cha mẹ của mình nghe, kể cho tất cả mọi người thân thuộc của mình nghe là mình đã tìm được cây trầm hương quý hiếm, đem về ngồi ở chợ, rồi sau đó rồi nghĩ ra được một cái cách hết sức là tuyệt vời, đó là đốt cái cây trầm hương kia lấy than để bán. Mọi người mới nói là có khùng thì khùng vừa vừa thôi chứ. Thế thì câu chuyện nó dừng lại ở đó. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn được rằng không thể nào lấy cái giá trị của cây trầm hương kia để sánh với than. Thế thì trong đời sống đây cũng vậy, giá trị của Phật Pháp chúng ta không thể có một cái gì để đánh đổi được đâu. Hy vọng rằng tất cả những cái giá trị của Phật Pháp đó, đại chúng hãy làm cho nó thấm đượm trong lòng mình, từ thân, từ khẩu, từ ý, và mang nó trên hành trang suốt cái cuộc đời còn lại của chúng ta, để chúng ta thăng hoa hơn trên cái con đường mà chúng ta tu tập, hồng chúng ta loại bỏ tất cả những cái si mê của cuộc sống và đạt được cái giác ngộ viên mãn một mai hậu này. Kính cảm ơn tất cả quý vị và tất cả đại chúng đã lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, chúng ta dừng lại ở đây và quý vị về đọc lại 5 câu hỏi thì cũng không có gì khác hơn cái nội dung mà chúng tôi vừa mới trình bày, không có gì khác hơn. Cho nên các vị cứ hãy đọc cho thật kỹ là chúng ta đã trọn vẹn hết tất cả ha. Mời tất cả các vị chúng ta chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.